Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố trong tỉnh. Vừa qua, đoàn công tác liên ngành Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Tài chính do Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đào tạo nghề năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 tại huyện Xín Mần. Đánh giá chung cho thấy, thời gian qua, huyện Xín Mần đã triển khai thực hiện tốt công tác dạy nghề và đào tạo nghề trên địa bàn. Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến các chính sách dạy nghề tới người dân. Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm Dạy nghề huyện Xín Mần đã mở được 30 lớp đào tạo nghề với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, chủ yếu là các ngành trồng chè, xây dựng dân dụng, trồng cây dược liệu, trồng lúa, nuôi và phòng trị bệnh cho lợn và trâu bò. Bên cạnh đó còn tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho trên 1.000 học viên. 80% học viên biết áp dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Qua nắm bắt tình hình thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Tài chính đề nghị thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề huyện Xín Mần và các xã thị trấn trên địa bàn cần thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo và nội dung thực hiện có sự phân công cụ thể, thực hiện khảo sát nhu cầu học nghề gắn với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của từng địa phương, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch dạy nghề hàng năm theo quy định, tăng cường kiểm tra giám sát và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với các lớp đào tạo đã hoàn thành. Mới đây, đoàn kiểm tra Sở Y tế Hà Giang do Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đinh Phúc Cảnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tại huyện Mèo Vạc. Trong 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống dịch bệnh ở người được huyện triển khai thực hiện tốt, kiện toàn lại ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo các tình huống, tổ chức nhiều buổi tập huấn cho nhân viên phòng khám đa khoa khu vực, y tế thôn bản và các trạm y tế xã thị trấn về công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và phòng chống lây nhiễm bệnh MERS-CoV. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện bảo hộ cũng như phòng cách ly, cơ số thuốc, hóa chất và trang thiết bị đáp ứng cho công tác phòng chống dịch. Phối hợp với các ban liên quan, giám sát và theo dõi các đối tượng đi lại vùng biên giới qua giao thương buôn bán thăm thân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin và băng đĩa hình, tài liệu đến người dân. Sau khi trực tiếp kiểm tra tại một số khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc, đoàn kiểm tra Sở Y tế Hà Giang đánh giá cao sự kịp thời và nỗ lực của các đơn vị trong việc tổ chức triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, để phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm ở người, nhất là phòng chống dịch MERS-CoV, đoàn yêu cầu các đơn vị y tế của huyện Mèo Vạc cần tăng cường hơn nữa việc phổ biến, cung cấp thông tin cho người dân biết và tự giác chủ động khai báo các trường hợp có triệu chứng ho sốt và viêm đường hô hấp để được khám, xét nghiệm và chẩn đoán kịp thời. Triển khai các quy trình giám sát dịch, tăng cường hoạt động chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện để tránh lây lan cho cộng đồng và nhân viên y tế trong trường hợp phát hiện dịch bệnh. Nhằm thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê điều tra cho điều tra viên thuộc 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các điều tra viên đã được nghe hướng dẫn xác định kê khai nhân khẩu thực tế thường trú, hướng dẫn lập bảng thống kê, phương pháp phỏng vấn và ghi phiếu thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ và các điều kiện kinh tế xã hội của các dân tộc thiểu số. Từ đó sẽ giúp cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn hiểu rõ quy trình thực hiện các công việc của cuộc điều tra thuận lợi hơn, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, số hộ, số khẩu. Đồng thời làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng giúp cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì nắm rõ và quản lý được số lượng dân cư của địa phương, làm cơ sở để lập kế hoạch huy động, tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra để xây dựng cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ sau này. Sau tập huấn, các điều tra viên sẽ nắm rõ những nội dung cơ bản của nghiệp vụ công tác lập bảng kê, phiếu thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hội của xã thị trấn để tổ chức triển khai tại địa bàn mình đạt kết quả tốt và đảm bảo thời gian quy định. 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ xã Phố Lũng huyện Yên Minh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng là trên 532 ha, đạt gần 70% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 753,9 tấn. Toàn xã có tổng đàn gia súc 2.972 con. Công tác quản lý và điều hành ngân sách được thực hiện đúng theo quy chế tự chủ ngân sách, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai và môi trường trong cộng đồng dân cư, phối hợp quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng.
Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Lũng huyện Yên Minh lần thứ 3 khóa 17 vừa được tổ chức, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng qua. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với các mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực. Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh Hoàng Anh Tuấn yêu cầu Đảng bộ xã Phú Lũng cần tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, rà soát, xây dựng kế hoạch trồng rừng tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2015. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9, nhiệm kỳ 2011-2016 và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015. Ngày 7 tháng 7, chi đoàn xã Minh Ngọc tổ chức ra quân làm đường nội thôn Khâu Lừa. Tham dự lễ ra quân có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Dũng, lãnh đạo xã Minh Ngọc. Tại lễ ra quân làm đường nội thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc cùng với 58 hộ dân trong thôn Khâu Lừa, toàn thể lãnh đạo xã Minh Ngọc, cán bộ công chức viên chức và 250 đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia các phần việc như đào đắp, mở rộng nền đường, phát quang cỏ hai bên đường, đào rãnh thoát nước v.v. Đoạn đường dài 1,5 km được mở rộng, đảm bảo cho xe mô tô hai bánh có thể lưu thông dễ dàng trên đường. Lễ phát động làm đường giao thông liên thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, giao lưu hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc khó khăn ở các xã vùng cao, các huyện miền núi, đầu tư hạ tầng giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, những ngày này, bà con nông dân xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên đang tập trung cao độ cho việc gieo cấy lúa mùa năm 2015. Với tổng diện tích là 480 hectare, trong vụ này, xã chủ yếu gieo cấy bằng các loại giống lúa lai như Nhị Ưu, Kinh Sở. Đây là hai giống lúa đã cho năng suất rất cao trong những vụ qua nên đã được bà con thường xuyên sử dụng. Tùng Bá là xã có diện tích ruộng lúa lớn nhất của huyện Vị Xuyên, cùng với nguồn nước tương đối thuận lợi, có khoảng trên 70% diện tích ruộng có nguồn nước tưới tiêu. Xã được coi là vùng lúa trọng điểm, nên huyện Vị Xuyên và cấp ủy chính quyền địa phương cũng rất quan tâm, thường xuyên xây dựng các mô hình giống mới, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất. Luôn chuyển đổi gieo cấy bằng các loại giống lúa lai có năng suất chất lượng cao, gieo cấy hết diện tích, đúng thời vụ và mỗi cánh đồng chỉ gieo cấy từ 1 đến 2 loại giống. Xã Tùng Bá phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa giữa tháng 7 này và phấn đấu năng suất bình quân đạt 59 tạ một hecta. Ngày 8 tháng 7, Hội Nông dân huyện Bắc Quang đã tiến hành giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh cho dự án nuôi trâu hàng hóa tại xã Tân Lập. Đến dự có cấp ủy chính quyền xã cùng các hội viên được vay vốn. Theo đó, Hội Nông dân huyện tiến hành giải ngân cho 8 hộ là hội viên của hội tại xã Tân Lập với tổng số vốn là 390 triệu đồng. Các hộ được vay vốn có trách nhiệm trả lãi suất hàng tháng là 0,7% một tháng trong thời gian 24 tháng để thực hiện dự án. Đại diện các gia đình được tham gia thực hiện dự án đã ký cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, chủ động tích cực học hỏi kinh nghiệm, quy trình chăn nuôi trâu hàng hóa và chuẩn bị tốt các điều kiện như chuồng trại, thức ăn, thuốc phòng bệnh, chăn thả đúng quy định để thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời trả gốc và lãi đúng thời hạn. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 7 tháng 7, huyện Quản Bạ đã tổ chức giải cầu lông năm 2015 với sự tham gia của trên 30 vận động viên đến từ các khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đôi nam nữ, trong đó có 15 đôi nam chia thành 3 bảng, 5 đôi nam nữ đánh vòng tròn tính điểm. Giải cầu lông chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, đồng thời là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, tạo động lực thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sau 2 ngày tranh tài, giải đấu đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí vui tươi phấn khởi với sự cổ vũ của khán giả và các vận động viên. Tất cả các đội, các vận động viên tham gia thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao, trung thực, đoàn kết, vui vẻ. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính và mang tính chuyên môn cao. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho cặp đôi đến từ đơn vị công an huyện Quản Bạ trong nội dung đôi nam, giải nhất cho cặp đôi đến từ viễn thông trong nội dung đôi nam nữ.
nhằm đẩy mạnh việc giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ thuật. Ngày 8 tháng 7, huyện Vị Xuyên đã tổ chức giao lưu quần vợt giữa câu lạc bộ quần vợt 3 tháng 2 Vị Xuyên với công ty cổ phần khoáng sản Tây Giang Cao Bằng, công ty cổ phần khoáng sản Tây Giang Yên Bái. Với mục đích giao lưu học hỏi nên các vận động viên thi đấu với tinh thần thoải mái, các trận đấu diễn ra quyết liệt, đầy hấp dẫn, kịch tính. Các vận động viên đã tạo ra nhiều pha xử lý đẹp, thu hút sự chú ý của khán giả đến theo dõi và cổ vũ ở tất cả các trận đấu. Dịp này, công ty cổ phần luyện kim màu Hà Giang đã ủng hộ câu lạc bộ quần vợt 3 tháng 2 Vị Xuyên 100 triệu đồng. Số tiền này cùng với nguồn kinh phí xã hội hóa khác được sử dụng để xây dựng thêm một sân quần vợt, tạo điều kiện cho các vận động viên luyện tập và thi đấu. Qua buổi giao lưu, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, đồng thời khơi dậy, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao của cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn huyện Vị Xuyên nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vào những ngày hè do thời tiết nắng nóng nên tại các lòng sông suối thuộc các xã trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi, nhiều trẻ em bất chấp sự nguy hiểm có thể dẫn đến những cái chết thương tâm do đuối nước, đặc biệt là các em ở lứa tuổi học sinh. Mỗi khi hè đến là khoảng thời gian lý tưởng để các em học sinh vui chơi, giải trí sau một năm học tập căng thẳng. Thế nhưng đây cũng là thời điểm dễ xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Làm thế nào để hạn chế tai nạn đuối nước vẫn đang là bài toán khó và cần sự quan tâm của các bậc phụ huynh cùng sự vào cuộc của các cấp các ngành. Trước tình trạng dẫn đến cái chết đuối thương tâm tại một số tỉnh thành trong thời gian gần đây được phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, trong đó có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Phần lớn là do các em chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng bơi, kỹ năng ứng cứu người gặp nạn. Mặt khác, một số em sợ gia đình phát hiện, cấm cản nên thường rủ nhau đến những khúc sông, suối, ao, hồ vắng vẻ để đùa nghịch do các em không biết bơi, cũng như chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của việc đi tắm sông, tắm suối. Trong khi đó, hầu hết những nơi này không được lắp đặt biển báo, rào chắn cảnh báo nguy hiểm, lại ở xa khu dân cư nên lượng người lưu thông qua lại ít khi các em gặp nạn không có sự trợ giúp kịp thời. Vào thời điểm này, khi mùa nắng nóng là thời điểm lý tưởng để các em tìm đến không gian mát mẻ như sông, suối, hồ để tắm, nhưng lại chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc chơi đùa dưới nước, nên ẩn họa nguy cơ cao xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm. Đi cùng mấy anh lớp 10 đi tắm thôi mà, cũng chưa biết bơi. Anh đi đẩy vào chỗ sông nó mạnh đó, thế là bơi, biết bơi luôn. Học bơi thì thằng em nó đẩn xuống chỗ sâu thì kia, sâu nhất khu. Mà mình khắp bơi chó, nhìn thấy bọn nó bơi chó mình đi bơi chỉ xong bơi được ngay. Cứ mỗi dịp hè, trong khi các em học sinh ở khu vực thành phố lớn được vui chơi ở các trung tâm cùng văn hóa thiếu nhi, đi bơi ở các bể bơi, thì các em học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa phải đi mò cua, bắt ốc, chăn trâu phụ giúp gia đình nên thường rủ nhau ra sông suối, hồ, ao để tắm. Nhiều vụ đuối nước rất thương tâm đã xảy ra do các em bước hụt vào những hố sâu do người dân khai thác cát để lại hoặc không được học cách phòng tránh, cứu giúp khi bị đuối nước. Là tỉnh miền núi nên tại địa bàn huyện Hoàng Su Phi nói riêng cũng như các huyện, thành phố trong tỉnh nói chung có rất nhiều sông suối. Do vậy, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế tử vong do đuối nước ở lứa tuổi học sinh đến mức thấp nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng, các tổ chức, xã hội, đoàn thể, gia đình và nhà trường xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người trong cộng đồng. Đối với các bậc phụ huynh, phải nâng cao ý thức quản lý, không để các em tự do tắm sông suối mà không có người lớn đi cùng quản lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.